Dạ con xin chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Chăm Sóc Đất Thắng bà con. Em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình. Con máy dầu. Cái này là giá xả hàng anh em, cái dầu Yanma NF6 nè. 6 7 ngựa này chắc là NF37 anh em ơi. Anh em thấy D7.6.0 và 7.0 nữa là em không biết nữa là mấy mươi, nhưng mà em nghĩ chắc 7 ngựa. Em nghĩ là chắc 7 ngựa bét kim. Máy này hôm trước em có quay cho anh em một lần là con ốc chỗ này nó bị hở nè anh em nhớ. Cái này nè. Cái này em cũng xin chia sẻ anh em bà con cô bác mình nha. Máy này là mở thợ em có mở cái nắp philap này ra. Anh em nhớ lưu ý giùm em nha. Xây xúc bắp. Cái máy này xây xúc bắp rồi nè. Đã có mở nắp philap rồi xây xúc bắp. Còn máy móc thì bên em bao zin không, hoàn toàn không có can thiệp gì bên trong. Nè, anh em nhìn ốc nắp hông nè. Bên em chưa đụng chạm gì bên trong hết chân em nghe nè, chỉ cần mở nó nắp philap ra xây cái bắp bị vô hỏng xiết nó có lợi nó cà sẹt. Cái này anh NF3 nghe chắc 7 ngựa nè mày, 6.0 7.0, bị trên nó mất cái mạc khúc này rồi. Em nhìn em không biết, em lần bánh chớn không biết là nó ủa bánh chớn nó kín mít rồi nè mày, nhìn không thấy chứ thông thường trong bánh chớn nó có để phía trong cái niềng của bánh chớn mặt trong nó có để nè. Cái này thì em cũng thông báo trước cho anh em là em xả lỗ nha, em xả lỗ thu hồi vốn nên lấy lô khác. Trong dầu thì cái gì đây, này bé kim anh em lưu ý là cái dòng này là chạy rất ít thao dầu, đặc biệt là anh em chạy mà kéo oxy á. Anh em dùng nào mà chạy oxy tôm càng nào đó ha, là những cái dòng máy này nó chạy cực kỳ bền, ít thao dầu. Ngoại hình thì máy không có gì đặc biệt anh em, nó bị cấn ngốp, nhưng mà được con cái là dòng NF thì nó bèo, em nói anh em nó bèo cỡ nào nó chạy cũng hơn cái máy D với hoặc ở Tết NF mình chứ. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình coi nghe. Mặt trước cái chỗ thiếu này là nghe anh em, máy này hai cái đều là không có bùa hết, không có bùa nè. Nó còn ngóc không rồi, cái que nó thì hàng sớm mượn nó mất tiêu rồi. Để em mời em kiếm cái cán nó còn không. Máy rất là nhạy luôn. Như vậy đó. Rồi vậy đó. Vậy nha, dù có vậy qua đây đi. Rồi em xin nhắc lại lần nữa nha anh em, máy này là bên em có mở ra xấy xúc bắp nha anh em,
về máy nó thiếu cái bô e nên là nước nó vô hay sao không biết, nhưng mà nó quay nó cà sẹp. Máy này thì bên trong là em bao zin anh em toàn tập nha, anh em nhìn nóc nó nè, này khẳng định 100% với anh em là hoàn toàn chưa đụng gì tới nóc không, có mở nóc phải lắp ra xấy xúc bắp. Rồi giá bán xả hôm nay em tính anh em mình là 73 bao ship nha anh em, NF7 chứ không NF6 anh em ơi, NF7 giá 73 bao ship. Anh em nào làm được cái máy này thì alo em nha. Rồi tiếp tục con này nè, con này bữa nay em cũng xả hàng cho anh em mà con có bác mình luôn. Cái này NF3D8, máy này cũng bị bon mấy kia nữa, thiếu bô e nha mày, máy này thiếu bô e. Máy này bên em có mở nắp cò ra nè, dỗ cái xúc bắp nha anh em, anh em nhớ lưu ý giùm em nha, mở nắp cò NF3D8 còn dấu keo giác tùm lum hết trơn nè, còn máy móc thì em bảo đảm bên em bên trong là nguyên si nữa, nắp hông là hoàn toàn không đụng quá, con gì nó còn gì nè, mà có điều là hai cái đều đủ hơi như nhau, giống hệt nhau luôn. Rồi bởi vì giờ em xả luôn lượt hai cái luôn, anh em nào làm được một trong hai cái thì alo dùm em nha. Cái này thì máy thiếu bu ly, anh em nào muốn bơm nước thì em tặng anh em tâm bơm nước, còn nếu anh em mà xài bu ly để kéo đi mô phát điện hoặc là anh em sử dụng mục đích khác như kéo nén xịt thuốc ha, thì bên em sẽ hỗ trợ tặng miễn phí cho anh em bà con cô bác mình nha. Rồi nhờ con test máy này giùm bác ơi. Cái này bên nắp dầu thì em gắn lại cho anh em mình nha, cái này hiện trạng không có nắp dầu. Rồi cái này bữa nay em cũng xả hàng cho anh em mà con cô bác mình luôn ha. Cái này bữa nay em tính anh em là 75.000 nha anh em. Anh này FAD8 mét kim nha anh em. FAD8 mét kim. Máy nguyên si thiếu bu e. Tặng cho anh em cái tum. Máy đã có mở nắp chụp còn anh em. Rồi còn con cuối cùng trong ngày hôm nay chứ. Tâm lên cho anh em và con cô bác mình em xả cái con HS7 này luôn nè. HS7. Cái máy này thì mặt trước bị sưng phủ nhưng mà cái máy nó cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Em rồi con về trước đi. Tem nhãn anh em nhìn heo nè. Nó bị lắp lóc. Em xả con này là con cuối cùng trong ngày nha anh em ơi.
thùng dầu như đây. Lốc rất là đẹp luôn anh em ơi. Lốc rất là đẹp. Mê như cái lốc này. Còn cái tôm này thì bên em hỗ trợ tặng cho anh em mà con có bắt mình nha. Cái tôm này khó kiếm nè. Lốc máy cực kỳ đẹp. Bể cái gió này nè, cái chụp của cái giá đèn. Mà đa số này bằng mũ bể hết trơn nha. Nên máy này thì nguyên bản toàn tập. Lốc cực kỳ luôn. Rồi bây giờ bác nhờ chuyển tiếp tiền test hàng cho bác nha. Ba ngóc bu anh em nhìn sáng rồi nè, hết 70. Con cuối cùng trong ngày nha, em quay cái máy này nữa là em về với vợ con em mới được. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này là máy cuối cùng trong ngày anh em. Giá cũ của nó là 70.500. Hôm nay em xa hàng em tính anh em là 72 em bao ship anh em. 72 em bao ship. Anh em nào làm được cái HS70 này alo giùm em nha. Dòng này là gió đạn. Gió đạn anh em. Đặc biệt của nó, ưu điểm lớn nhất của nó là thứ nhất là nó mạnh. Nó có xài bố dục rồi, với cái thứ hai nữa là nó đầm. Cái dòng máy này nó đầm cực kỳ luôn em, làm cái dàn cầu á, đặc biệt anh em làm cái dàn cầu á là nó xài rất là ít hư, nó chạy nó im gu, nó giống như cái bù tai vậy đó, nó đầm lắm, nó có dụng nó đều sao nó đầm lắm chứ nó không có rung, không có lắc giống như dòng máy khác, nên anh em sử dụng nó rất là được bền. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều, chào tạm biệt anh em.